Chỉ còn 2 ngày nữa, đêm nhạc Bonpin của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám Blackpink sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo khảo sát của tuổi trẻ, các khách sạn homestay gần khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã cháy phòng trong đêm diễn đầu tiên. Khách đặt phòng chủ yếu là du khách nước ngoài. Cách sân vận động Mỹ Đình 11 phút di chuyển, khách sạn 4 sao quốc tế tại quận Cầu Giấy, Astin Hotel and Residence Hà Nội, ghi nhận nhu cầu đặt phòng tăng cao trong 2 ngày 29 và 30 tháng 7. Khi mà đã có tin tức về là cái Blackpink sẽ tổ chức cái concert tại Hà Nội, tôi nhận được rất nhiều cái lượng booking mới đổ về, đặc biệt là các khách chủ yếu là từ khu vực phía Nam của Việt Nam và bên cạnh đó là khách quốc tế như là thị trường lớn nhất là Trung Quốc và Singapore. Hòa chung với không khí Blackpink về thì rất nhiều bạn bè quốc tế về Việt Nam thì chúng tôi đã phải ngồi cùng lại với nhau để nghiên cứu làm sao chúng ta quảng bá được cái văn hóa Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực. Cái đấy là thế mạnh với Tiệc Hà Nội. Vì vậy chúng tôi đã đưa vào menu các món signature của Việt Nam mình như là phở Hà Nội này, món bún chả Hà Nội này và các món khu vực miền Nam, miền Trung vào trong menu. Bên cạnh đó, các khách sạn homestay tại khu vực gần đêm diễn của Blackpink cũng đã kín phòng từ sớm do du khách muốn chọn địa điểm gần để thuận lợi di chuyển đến đêm diễn. Hiện các hạng mục phục vụ cho đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình đang được hoàn thiện. Hà Nội dự kiến đón khoảng 67.000 khán giả đến với hai đêm nhạc trong tour diễn Bonpin tại Việt Nam.